Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay cái tập tiếp theo của The Division, một trong hai cái DLC đầu tiên miễn phí, một trong hai cái DLC miễn phí đầu tiên của The Division là Incursion với Conflict. Thì lần này chúng ta đã tới Conflict, tại chúng ta đã xong hai cái DLC trong cái Incursion lần trước là gồm Falcon Lost và Clear Sky. Thì lần này chúng ta sẽ có Dragon Nest là DLC Conflict mới. Nhưng mà không phải là mới, là nhưng mà mới là tập tiếp theo thôi, còn tại này cũng đã ra lâu rồi. Và đi lần này chúng ta sẽ đi chung với Hiếu Junken, tại vì anh bạn này là chuyên chơi The Division chung với mình và chơi Rainbow Six với mình. Và bạn nào có coi thì bạn có thể kéo xuống dưới clip, bạn hãy coi những clip của Rainbow Six với The Division của mình với Hiếu và nhờ bạn của mình hôm nay còn có sự góp mặt nói chuyện chung, không chơi nhưng mà có tham gia tâm sự, đó chính là Bell Bell. Ok, và chúng ta bắt đầu trong đi Dragon Nest luôn. Nhưng mà lần này mình hạ Tyler xuống, tại mình đi có hai người thôi, để đi cho nhanh. Để Hiếu nào, yo. Ồ, cái tàu chiến đã phải đái hả? Battlefield hả? Mà tính ra cái cây này á, ôi, mà đi không đó hả? Gì tuyển pick up the explosive đi. Ừ, đây nè. Ờ không, tại nó chưa update trên màn hình và của tôi nó bị update chậm và phải. Tôi đang trèo lên. Từ từ đợi tí ba. Má chạy về điện giật chứ. Captain. They just got here. Roach ở đây. Không nghĩ mình tôi đang tại em có PS4 này em chơi với mọi người rồi. Chắc nổi. Ừ, Quốc PS4 này năm sau cũng Quốc PS4 rồi với Xbox mà. Nhưng mà Xbox thì anh không quen biết nhiều lắm. Giờ chỉ có Hiếu rồi. Cho nên Hiếu mua Xbox One Scorpio đi Hiếu. Chị không thích chơi Xbox mà. Chơi tôi mua chữ tôi quay game này nọ thôi à. Chứ còn tôi chơi tôi cũng thích nữa, lại tôi thích kiểu đê đạp nào có game gì hay thì tôi chơi. Giống vợ, giờ tôi tạm thời tôi không có Xbox. Né ra vậy. Không có Xbox đâu có chơi được Dead Rising này nọ kiểu. Và những cái đó trên có trên PC nữa mà phải. Dead Rising 4 nhiều người cũng kêu là sao anh không quay Dead Rising 4, tại vì đa phần anh chỉ quay được PS4 thôi, tại vì vợ tôi cũng chuẩn chuyển nhà rồi. Máy đâu mà chơi cái đó. Ủa, anh chuyển nhà nữa hả? Đi Mỹ ông nội. À. Vậy chứ chuyển nhà nữa hả? Phải chuyển nhà mà. Hỏi cái câu ngây thơ mà cơ là. Nó đi về với Mỹ, nó đi về quê đi ba. Quê gì ba? Anh Gia là gì? Quê anh là quốc tịch Mỹ, anh quốc tịch Mỹ mà. Thì má, quê anh là nước Mỹ chứ ba. Mỹ quốc đó ba. Ôi, mình ghét cái này ghê luôn. Má, em không hiểu cái thằng mà nó giết em ba đó. Hồi nãy giết nó trên máy bay ba. Xe nó nổ xa gì mà nó cũng dính nữa Hiếu. Xe OB mà. Bắn cái hàng trình tới đây. Dễ à, đừng đút cái đầu vô nữa. Để cứ bắn, để cứ đút cái đầu vô ngay chỗ của mình. Tôi đâu có muốn đút cái đầu vô đâu, nhưng mà ý là tôi vào đó tôi bắn được chứ. Chơi gì mà không lấy một cái súng nhắm. Phải có súng nhắm chứ. Công nhận để cái quật hai ba nó dễ quá trời. Đợi bắn cái này nhanh mà. Nó bị cái ông thấy ông tôi đánh mấy cái quật thay nào mà chỉ có underground này nọ cày đồ thôi. Còn chứ đồ trong đây giờ mấy cái... rớt cũng đâu có ngon lắm đâu. Mỗi lần mà đi cực khổ thế mẹ. Đi cực mà nó giống cái này... free có khác. Má cái này ta gọi là cái giá của việc chơi free. Cái giá của việc cho free là vậy. Nó công nhận nó khác free. Cái thằng DLC nhiều luôn á, thằng DLC trả tiền. Ông nghĩ ơi, giờ ông chơi DLC Underground nó bao mà dễ. Gì? Đâu phải ông chơi free đâu bà, ông phải bỏ ra 60 đô ông mới mua được cái game này chứ bộ đâu phải ông muốn chơi là ông chơi đâu. Nhưng mà đâu tính là cày đồ á, ông chơi là ông chỉ mức độ thôi, cày đồ mức độ thôi chứ còn chứ. Ba lê cũng đâu mang tiếng chứ. Cũng đâu mang tiếng chơi phi đâu à. Có nghĩa là 60 đô nhưng mà ông nó chơi 60 đô đó bạn chỉ lên tới level 30 thôi, nó chỉ bảo chơi cho bạn lên tới level 30 thôi. Còn bạn muốn lên level 256 là bạn phải mua DLC. Bạn muốn quốc người ta trong Dark Zone là bạn phải mua DLC thì mới muốn sống được mà. Má đã bỏ tiền để chơi game mà còn phải bỏ thêm tiền. Ê nó dí mổ mình không rồi bạn. Ê vừa mới nói.
chị xe nó dí tôi rồi. Mỗi lần mà nó phụi bắn không được. Nghe ông để cái bình revive đây nha, tôi để cái bình immune cho nó không có bị dính ba cái trạng thái rồi. Dạ, yeah, ok. Ờ. Đợi xíu. Đang trên đầu. Sniper nó xé chứ. Mày làm sao mà tới đồng đội mày cũng bị dính lửa. Nó đứng kêu bên mà ông nội. Đó bởi vì thái độ nó đúng ngay luôn thằng đó. Ờ mấy này nó đâu xài đâu ba. Ê. B một bên đây, The Division đang rất là căng thẳng, một bên thì bắt đầu phiêu. Coi bắn kìa, không bắn được không hiểu. Được, sắp chết rồi. Sắp chết. Suppress hết luôn rồi. Nice. Ngắm tụi bắt đầu ý. Đó, phải vậy ngon không? Còn thằng nữa rồi hiểu. Rồi ngon. Secure the parking lot. Ra đằng sau luôn tôi. Mở cửa bao mày tỉnh luôn. Bắn đâu đây? Nè, máu nè. Không bắn không bên trái đó đi, tôi bắn không bên phải rồi. Sao tập trung cái gì vậy? Một viên vô đầu là bật ngửa luôn. Một viên vô đầu bật ngửa. Ê, nghe dưới chân ông rồi. Xe. Ây da. Ông có cục em mưu mà phải không? Ờ, phải xíu để đặt xuống. Nếu mà ông bắn đó. Em engineer thì nó đâu cần phải đặt chi. Xuống rồi, bắn xuống rồi. Nice. Nhây thì cái xe nó OB và CL luôn á. Giờ lát nữa bốn boss là bắn. ông với tôi bắn. Sao rồi, còn thằng nữa đâu. Đây. Rồi đó, giờ chỉ bốn boss ra rồi, ông bắn bốn boss xong rồi quái ra luôn hay sao, hay là bắn từng con, giờ đợi cho nó quái ra rồi bắn tiếp. À, vừa chạy vừa bắn ngay giống như ngày ấy. Nó ra kìa. Nhai giống như ngày ấy vậy đó. Coi thằng dưới chân nè. Đói khát vậy nè, bốn kỵ sĩ bóng đêm, nó lộn bốn kỵ sĩ trong kinh thấm. Yếu quá ba. Má yếu hơn World Sire 5 nhiều luôn á. Chứ sao giờ ông bắn có hai người bắn này được rồi ba. Đúng rồi, đương nhiên. Hơn khỏi nói tôi cũng kêu ông đổi thôi, yên tâm đi. Nó coi trời ơi. Chết rồi kìa. Một bé ra. Còn chứ World Sire 5 đi hai người không chết chắc. Trời chết ngay từ khúc ngoài chứ cần gì vô tới khúc này. Tại vì thiếu người quá. Chạy ơi, chạy yếu ơi. Ui, mấy thanh niên này nhây vãi. Có thằng yếu không? Sau lưng rồi. Thế tôi hồi đạn kìa. Lít. Pestilence. Wow. Này máu. Đang on fire, không mất máu được. Đây. Vô đây. Hiếu đã gục. Đang nghe. Mày này nhây lắm luôn. Lên lầu hiếu. Bỏ chạy hiếu. Chạy. Lên lầu bắn tiếp. À, dính lửa không có nhảy lên được. Mày nhảy lên đi hiếu. Đậu quá có cái bình immune ở đây ba.
không được, vừa ra khỏi cái bệnh email cái là má bị dính liền. Tôi cứ nó cứ phục phục phổi hoài, nãy giờ cứ phục phổi hoài luôn. Lỡ hoài. Má. Ngoài xe quá luôn. Ông Cường nay Việt Nam bán đôi 12 SP Jam đó là đẹp tới cức. SP Jam, sao anh biết con đó? Mình tiếng Anh đây lại đọc mà cái gì SP rồi Jam đúng không ta? SP Jam. Nay đọc lẻ SP Jam. SP Jam hả? Ừ. Email mà sao vẫn dính ta? Ôi. Mấy em buồn cười lắm nha ba, mới vô đầu vô cái đầu đúng lắc luôn, nhưng mà sau nó ổn định lại, nó lại mắc bít ba. Chạy ơi, chạy ơi. Chạy chạy chạy. Nó lên rồi. Ơi nó lên bên này nè, nó lên bên này nè. Ừ chạy xuyên qua, chạy xuyên qua luôn. Con rác quá, con có hai thằng. Ông nhớ không, lần trước ông với tôi còn làm được mà Hiếu, lo gì. Rớt cả chục lần mới làm được đó, hả? Tại vì nó ngay chứ bộ ba. Chứ bộ là... Anh đó sniper nè ba. À, thằng này rất là căng não tại vì tụi này nó nhây quá. Nhây lắm luôn. Không sợ skill. Cái game The Vision là cái game em cũng thích mà má chưa bao giờ được chơi mà. Hồi anh thấy hồi đó em để hình nền còn nhiều hơn anh đó. Má là kêu thích lắm mà nhưng mà chưa bao giờ chơi. Trong khi của mình anh với Hiếu. Lên lầu Hiếu ơi, lên lầu Hiếu. Đẩy. Hồi đó Bell nó còn thích cái trò này hơn tôi nữa ba. Mà chưa bao giờ chơi. Sao kỳ vậy, không chơi. Không có máy. Hồi lúc mở ra là nó chỉ ra trên Xbox One. Mở ra nó đang xài Xbox 360, lúc đó chưa có lên Xbox One được qua. Ờ, giờ mua đi, giờ có PC rồi kìa. Giờ có PC thì chơi PC mẹ bây giờ. Trời ơi, có thả xe rồi. Má nó thả xe dí mà như giờ đua xe với ba. Ủa, trời ơi, có xe nữa hả? Không biết là nó nói mấy con quái nữa thả nó cái xe nổ. Nhớ rồi Vision đi bộ mà. Anh chưa nói xong. Không ý là xe nổ á chứ mà là cái vũ khí á. Cái xe mà vũ khí á. Nó dí em nó nổ á chứ mà là xe để chạy qua. Nghĩa ơi, World sắp chết rồi nè. Chết World rồi. Có email mà bắn đi, có email mà bắn đi. Ồ, oh, rất đồ gian luôn á. Có email mà bắn em, có email mà. Chết rồi. Chết dead nữa là hết ra nữa rồi. Bắn luôn, lỡ rồi, bắn luôn nhỉ. Rồi đang lỡ, đang bắn rồi bà. Ờ, bắn luôn. Má on fire hoài luôn á. Đó rồi, cái tôi là hồ máu rồi bà. Rồi đó. Secure the parking lot thì chỉ còn mấy thằng này thôi vậy. Ừ, chích mẹ tụi mày rồi, chích mẹ tụi mày. Đừng chết nha ba. Sao kẹt rồi? Từ từ đẩy xuống. Vãi cả Hiếu. Rồi, chết. Không bật skill được luôn mày. À đây. À, sao? Bật skill được rồi. Giờ má sương mù không à Hiếu? Ừ. Má ông lên PC nó sương mù còn nhiều ác nữa. Chỉ như ông để quality cao á, high quality á, má sương mù không. Ừ. This. Má cái bà bắn pizza của em á, ông thèm ông chê ba. Tụi má lấy về đúng mua pizza nhét cho mờ mỏng. hay khá mày khá. Khá lắm Hiếu. Một bài ông bảo ok. Ông bảo một bài thì ok, một bài thì ông bảo xấu quá, nhìn như cái hình đánh tan á. Ừ, tại vì em không có nhét pizza cho mồm ổng là ổng chê phải rồi. Ừ, ấy là
Má, tất đã nhiên làm rồi. pizza thì ừ. Đúng má, chứ giờ em nhét pizza vô mồm, ổng là đám tang nhìn cũng như đám cưới vậy đó thì đám tang nhìn đẹp liền quá rồi. Phải đùa, cứ cứ phải đùa. Ồ. Ủa, sao mấy này từ trên nó này ăn xe gần kéo nữa nó ra nhiều vậy? Mỗi lần mà nó ra xe, ông không nạp đạn được luôn ơi. Má chết mẹ rồi con, chết mẹ rồi. Không, cái này đỡ hơn cái đỡ hơn cái Clear Sky ba. Risk to Spaceman, ủa còn nữa hả? Còn chưa xong mà. Má gì nhây vậy? Xuống dưới này bắn thêm mớ nữa. Cuối cùng em cũng đủ một hộp Legendary rồi đó. Nó là có mấy cái rồi ba? Cũng được. Cũng được hai cây Legendary ba. Ngon rồi, nhưng mà cái đó cái của em hiện giờ revision mấy? Vision 7. Đang đang có cái đợt thứ bảy đúng không? Ok. Cũng ngon mà có cây 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 Legendary cây gì? Tên gì? MG15 The Chronic 3. Ok, cũng đỡ. Một cái cây màu Security. xanh. Còn cây màu xanh là Warhorse. Warhorse. Ê ơi. Em hai cây màu xanh lận ba. Hai cây màu xanh, một Một cây màu đống cái vàng. màu xanh là một đống cái màu trắng màu xanh thì nè, có quá trời luôn. Nên cho được các bạn Em một có cây màu xe vàng ba. có xe nữa kìa. Bữa nào chơi ba? Lâu quá anh em mình chưa. Mà giờ em đang ghiền Rainbow Six qua. Nghĩa à, cố gắng quay xong đi Nghĩa, tối nay bắn được sức với Bèo nữa. Để coi, lát nữa đi ăn, đói bụng quá ba, đói bụng. Có mấy kit rồi nè. Mưa vãi xà lờ. Tối nay lên bắn Rainbow Six Má qua. vừa gió Tối nay lên mưa bắn gió Rainbow bảy phút Six. Má, thì ghi sần hoài còn khác. Cứ mỗi lần chơi màn anh gân là không bị lắc ba, sướng ba. Thích cái map đó bà, Argon đẹp, đánh đánh nó giống như Metro vậy bà, đánh giống như là map blocker một đường thẳng, anh thích vậy. Chứ đánh mà cứ quèo lên hết, nó đánh lười lười là lười Mốt chạy, bị cái lười chạy hơn cái gì á. chắc Má cái xe nó chạy tới chỗ tôi không thấy luôn bay. Má vừa mới nhìn cái má cái xe nó dừng, má hay thiệt. Có mày đây này Hiếu lắp máy lại nghe Hiếu để em phải đỡ phải cu đơn một mình. Em chưa thấy anh dạo này hả, ngày nào cũng mua tờ giấy số 10.000 á. Một color Hiếu. Hai ngày mua hai tờ rồi ba. Mẹ Má gì bữa vậy nằm mơ thấy bữa nằm mơ thấy ngồi trong Lamborghini á ba, bởi vì thế là sáng hôm sau dậy mua tờ giấy số liền. Má biết đâu đổi đời. Má tính Má Hiếu lại bị mà. sản nữa, Hiếu lại bị sản nữa. Hiếu hack game một cái lời. Tụi má thấy ngồi trong Lamborghini mà ngồi má sờ vô lăng các thứ rồi xong rồi nó đề máy lên nữa mà cái lồn má xong Má vừa đang chuẩn bị chuẩn bị chạy chết. cái má chuẩn bị chạy cái má đồng hồ báo thức reng phất Vậy, chuẩn bị đề máy dậy chạy rồi. Hiếu Hiếu không được thực chết hiện ước mơ của mình. chết máy rồi ạ. Chết máy rồi. Má Hiếu lâu lâu tự nhiên Hiếu bị sẵn sàng mà. Nó đọt nó. Nhiều lúc má mơ ước chỉ là mơ ước của Hiếu ơi Hiếu à. Nhiều lúc ước Đừng ước có mơ sản chỉ gì là với Hiếu. Hiếu à, Hiếu nên nhớ một câu là Biết là mơ Hiếu có mơ ước nhưng mà má Hiếu vậy Hiếu bị sản hả Hiếu. Đúng rồi, nhiều lúc ước mơ chỉ là mơ ước thôi Hiếu. Ước gì Má má ước không có quá đường hả mà. chạy, mà không có đường chạy ở đâu chứ má, con dí tôi là Hiếu. Chết đi nghe. Má, Hiếu đeo cũ nghĩa đâu. Hiếu đeo Hiếu, Hiếu phụ vậy sao? Hiếu đeo cũ nghĩa đâu. Làm sao nẹo được cái máu trâu qua. Đùng. Nhỏ phát công đích luôn. Chiếm điểm đi mấy thằng liền. Ghét như chơi Battlefield này, tôi không biết chiếm điểm gì, đi đánh KDA không. Tối ngày cứ ngồi giống như cày cày KDA vậy ba. Bắn thì không hề chiếm điểm luôn má, bao mà chán giống như nhất là Rainbow Six cũng vậy. Bắn cá nhân không luôn má, hồi thua đúng bao nhảm luôn. Reach the basement garage. Mấy bạn bắn ghê quá. Mẹ nó bắn giờ chắc cũng lên mấy sao. Nhưng mà thấy giờ cày sao nó không có đã như hồi Battlefield 4 mà. Cũng đúng. Battlefield 4 đỉnh. Có một cái cách mà nó làm cho mình chơi má nhìn nó cày má cày sao mà làm cho người ta thấy á,
chia sẻ mà kiểu share cái quá trình mà em chơi cho tao biết qua thông qua cái battle log. Giờ hỏi cái battle log là như thế nào mà tụi nó cũng vô coi chỉ số của thằng kia như thế nào, thấy cái đó mới hay. Giờ coi nó làm cái battle log anh nhìn thấy hơi chán chán hay sao quá. Nhìn nó không có phấn khích như hồi đó. Chứ đổi chơi xài cái battle log đánh mới đã mà. Em một phần em không thích nữa mà cái tập phim 1 nó lắc quá bà. Kiểu mà cái như cái kẹt quen không optimize hay sao đó bà. Chứ là anh tính mua The Vision chơi thử trên PC. The Division mua cũng được thôi, có tiền ba. The Division còn có 300 mấy à. Ủa mua đâu 300 mấy, ủa anh qua thấy 1 triệu mấy kìa ba. Chip Game Asia ba. Ở chỗ nào bán hay vậy? Nghe quận 10 ba Hồ Bá Kiện. Ủa mà bán code hay sao, code Uplay là code Uplay hay là... Đẹp tí em coi lại chưa? Về nó 300. The Division có 300 mấy à, rẻ rẻ à, đâu để em coi lại thôi. Anh mới coi hôm qua tụi kia răng giờ đi sẵn còn chịu rồi, đúng chịu chẳng luôn ở đâu. Còn 300 thì ngon, để em có gì quốc trên PC nữa này. Tại nhiều lúc chứ nhiều cái quay trên PC nó ngon, nó mượt mà hơn. Mà quay chung quay game cày thì anh vẫn cày 9 trên PS4 nhiều. Nó tính là nếu mà anh cày là cày giờ được 3 con hả? PS4 anh 2 con nhân vật rồi nè, 2 con nhân vật chính má cày cày. Em chỉ mệt cái vụ mà em cày nhân vật chính thôi. Nếu mà em đã có một cái con nền tảng sẵn không, một con level 30 sẵn rồi, em nó có đồ sẵn 200 hay gì 200 mấy cho lên đúng không, em cày dễ lắm. Em để đồ sẵn thì con kia nó chỉ cần level 30 à, em cày lên tới 30 kép. Em nhờ một người bạn á, nó vô nó kéo cho em chừng ngày lên à, nó kéo em hết nguyên cái đống nhiệm vụ phụ là em lên cấp 30 à. Nó đỏ lè thiếu sao giờ nó đỏ lè thiếu ờ á à, nó thả lửa mà quên xong chạy né mấy chỗ đó ra. Emu đi Hiếu. Emu xong vô ngồi tiếp. Thả vô Emu xong ngồi tiếp. Địch ơi mày ở đâu thế? Thả rồi ba. Cái giọng nó hơi nhỏ. Ghét bắn cái Dragon Net nó dài. Ở đây nè. Nó chọn lên đây. Không có đẩy lên đâu. Bắn lại giờ đi mà. Còn những dài chứ. Ồ. Ờ, tiếp game. Ồ. Đừng gục đi hiếu. Hồi đi hiếu. Tôi đặt cái cột này xuống. Đấy, ngon liền. Tự nhiên cái đỏ đỏ này hoài mày. Activate the friend control. Activate đâu nữa. Đi rồi đó, đi. Ôi có cần phải active cùng lúc không vậy ba? Ờ, active cùng lúc đó ba. Nghi lắm. Uplay là 600, Steam là 700 ba. Steam 700. 1 2 3. Có đang bắn qua. 1 2 3. 2 3. Steam Uplay có 600 mà ba. Nói nhưng mà Uplay sau này em mua DLC thốn lắm ba. Nói thiệt. Đúng rồi, mua trên Steam á khỏe hơn. Mua trên Steam là nó tính mình Steam nó tính đô qua, còn chứ anh mua bên Rainbow Six anh chơi Rainbow Six anh mà chơi bản Uplay anh đã rút kinh nghiệm nhiều lắm luôn. Mỗi lần tính ví dụ giờ anh mua hết cái DLC của thằng Rainbow Six ha, ví dụ như một cái áo đi, một bộ gear set gì đó đó, lộn nói chơi này biết cái gear set hoài hả. Là em bình thường á là đang 6.99 đúng không, ừ là có mẹ mua em tính tiền ra tội bên Uplay lắm. Mẹ em ở bên Việt Nam đúng không, mà em không phải bên server US á, nó tính em tới nhiêu ta, 8 đô mấy rồi, 8.2 đô. Ừ nó tính bằng euro. Nó tính bằng euro chứ mà tính bằng đô. Còn Steam là nó tính thông minh. Nó không tính bằng euro ta. Nó tính bằng đô ta. Tại ai biết đâu, tại cái nhiều nó chia theo khu vực của em á là
Anh Huy tại sao nó không tính kiểu kia, không tính đô luôn cho tiện mà nó lại đè tính mấy khu vực ngoài Mỹ ra, lại nó tính bằng euro không à? Nó nhất là châu Á tính bằng euro với đâu chứ? Còn nhiều chỗ tính bằng bảng Anh là còn thốn ác nữa. Bảng Anh là 33.000. Cái thằng Uplay nó lại kỳ ở chỗ là nếu mà em đã thay đổi cái đơn vị tiền tệ á, là em cũng phải nên thay đổi cái giá tiền tệ để phù hợp với cái đơn vị chỗ đó. Thằng này không, thằng này để y nguyên gì luôn. Kiểu lắm là kiểu em 6.99 đô đúng không, mà qua tới khu vực mà cỡ tiền Anh đi ha, tiền Anh nó vẫn để là 6.99 bảng Anh, để giá gốc luôn. Vậy nó mới giàu được ba. Không hiểu đúng ba, tại vì không biết em cũng không hiểu nữa chắc. Kiểu như mấy game khác á, em qua cái ví dụ như mà Origin đi, nếu mà em chỉnh mà kiểu như là em đang bên US đâu mà em US gì thì nó sẽ tính theo tiền US, hoặc là tính em xài Việt Nam không, xài thẻ Việt Nam thì nó chuyển sang cái tính tiền theo Việt Nam, thì giá nó thay đổi theo khu vực này nọ. Ví dụ như giờ em 6.99 đô thì qua tới kia cũng hạ xuống cỡ 5 mấy đô thì nó đúng hơn, 5 mấy bảng euro hay 5 mấy bảng Anh thì nó sẽ đúng hợp lý hơn nhiều. Kiểu như là nếu như mà để cho nó cân bằng giá ví, các store đều giống nhau á. Ví dụ như là mình cứ hạ xuống 5-6 đô tại vì trên là tỷ giá nữa. Ừ thì đó, ví dụ như 6.99 đô, ví dụ cho 7 đô đi ha, thì sang euro ít ra cũng phải được phải để là 5-6 euro chứ, rồi là sao rồi để giống như chen đó. Còn Uplay nó anh nói sao mà mỗi lần anh mua là nó tính nó chơi tiền euro không ở đâu chứ, mà nó để giá y chang như cái giá của thằng kia vậy á, thế mới đâu. Cho nên tụi Ubisoft nó để giá dở lắm. Nó để giá bị cái gì, nó không có cập nhật cái gì á ba. Xong cái đâm ra anh mỗi lần anh chơi anh thấy thốn thốn mà. Nhìn nhiều lúc thấy DLC thì ngon mà giá hơi bị ảo. Nghĩ giờ giờ một cái áo, một cái đầu, một cái skin mà nó tính tới 6.99 đô, mà anh mua là anh phải chịu thiệt hồi tới 8 đô. Ủa còn nè Hiếu, má này xe cứu hỏa ba, mà đủ nó chế lại ba. Giờ sao? Nó này là xe cứu hỏa nè ba, mà nó chế lại á. Giờ nó khung khung rồi Hiếu. Ừ đúng rồi, thì ông lại gần nó khung rồi. Sao cái này giống cái Falcon Lost quá thật. Ôi vãi, đốt nguyên cái khu này luôn hả? Sao không có chỗ nào né hả? Hình như xuống hầm mới né được ông ơi. Ủa giờ mà bắn cái xe đó rồi sao? Không, sao bay rồi. Afam Night giờ còn có 150 ba. Thôi nó giảm giá trên PS4 mình còn thèm chơi nữa rồi ba. Không biết cốt truyện nó hay không mà nghe nó cốt truyện nó hay lắm ba. Ừ hay, không cốt truyện nó hay. Afam Night hay. Sao nhưng mà có Optima nó duy cứt hơi gì. Không, giờ chắc cũng đỡ rồi. Giờ chắc cũng đỡ rồi. Sao đứng ngay trên đây cũng dính rồi trời. Thì chắc để bỏ tiền ra mua chê đó ba. À đụng ở đứng đâu cũng dính đó kìa. Trời trời ơi, đứng đâu cũng dính, nó đốt mấy cái map mà còn gì nữa. What the fuck. Ra nữa vậy. Có nên mua Anh Nam ba. Trời em ơi, đừng chết này nè. Đâu chết đâu. Sao mà chơi Optima nó dở rồi ba. Anh chắc dệt nghỉ cũng hết rồi. Ạc tay trước đi nghe. Đây, 1, 2, 3. Ừ, chạy đi. Được chưa? Rồi, ok. Được rồi. Survive the assault. Ra nữa. Đây còn cùng đạn không Hiếu? Có kìa, nè. Ngoài ra. Mới là đạn kia còn nhiều quá. Không sao để né. Ê, cái má vừa mới hết vậy? Giờ mới hết cái bệnh này nguyên xong. Nó đốt hết mà mấy thằng kia không bị vậy. Nên cái này nó thực tế rồi vậy. Kiểu mà lính của nó cũng phải bị. Hoặc là lính mặc đồ chống lửa rồi hết rồi. Đồ chống lửa nào mà má nghe hư cấu vậy. Thì đồ kiểu nó không khó cháy, đồ nó khó cháy thôi. Hoặc là do mà là Ubisoft nó đéo thích cho mấy cái này bị cháy. Bố đéo thích là bố đéo cho đúng không? Fuck Ubisoft. Ui sao nó bắn tùm lum la vậy? Mà ui sao chỗ nào nó cũng bắn được vậy? Để chung chơi, chung chơi. Anh ở đâu? Ở đâu cũng có vậy. Nó đốt hết nguyên map rồi còn gì nữa. Thôi
Tôi gục hết rồi. Oh nice, ông có skill à? Có, để dành nãy giờ đâu xài đâu. Dạ. Qua cái dạ. Chưa, lâu lắm không? À, quay xong cái chơi gần đấy. Sao nó không có chỗ mình nắp hay gì ta? Ô mẹ ơi. Đốt hết nguyên map vậy. Để mình email xuống rồi đó. Ờ đánh cái này phải có email hay con mẹ gì quá. Ê, nghĩa chạy xuống đây nè nghĩa. Xuống đâu? Xuống đây nè, có bình email xuống. Có bình email ông bắn được quá. Mà trên đây nó đâu có gì đâu, trên đây nó khô eo rồi. Rồi tôi gục rồi. Phốt. Mà đừng gục nha mà. Lên. Quăng quăng theo mình xuống. Không. Không rồi. Ở đây nè, bên đây. Rồi chạy. Ông coi, nếu nó bắn nguyên cái map, ông coi nó bắn bên nào trước rồi xong mình chạy qua bên đó mà. Tôi cũng tính vậy nè, nhưng mà nãy giờ nó cứ bắn nguyên một cái map rồi sao mà chạy. Hay là mình leo lên xe nó mình ngồi đi. Còn một thằng. Được, cho nó bắn được. Này, nó đốt bên đây nè, nó đốt bên. Nhưng mà tôi nghĩ là hồi nó cũng đốt nguyên cái map không ơi. The Division, để coi anh nhé, vào 300 mấy thì anh mua cũng 600 mấy, 700 à, 600 600 Uplay, 700 Steam. Thôi thấy mà mua ông mua đại nó bản Steam chơi cho rồi. Cho nó đồng bộ hết nguyên một cái kho game luôn đó ba. Vì là đỡ tốn tiền không ba. Mua sau này mua DLC nó đỡ tốn. Ừ, với lại ông với hiệu ông mua trong cái ạc Steam á, ông chơi á khỏe hơn đúng không? Kiểu như vô trọng nguyên cái vô nguyên cái Steam của ông là đầy đủ hết tất cả các game ông phải mua luôn, ông khỏi mất công nhớ nhiều chỗ. Ờ đó, ủa sao giờ chạy đâu hết. Đây nè, chạy đây nè. Rồi giờ chạy đó. Ừ, nó bắn rồi. Bắt tôi chạy rồi. Tôi chạy đâu? À biết chạy. Đợi đợi Steam Christmas sale á ba. Em nghe nó có đợt sale hay sao á. Ê Nghĩa đừng gục nha Nghĩa. Anh Nghĩa, em nghe nó có đợt sale Steam hay sao á. Ủa, em biết nó thường nó hay có đợt sale Steam bên Christmas này nọ, nói chung là lễ lộc này nó hay sale. Chắc có đúng không? Ờ, nói chung lễ lộc này nó hay sale lắm. Có chứ. Summer sale, summer sale, autumn sale, sau cái đó thì nó sang winter sale. Hiếu. Để máu đi Hiếu. Ừ. Hay chạy gì nữa? Có tính mua ra ta năm chơi mà không có ai chơi nên thôi phải. Trên lầu kìa, trên lầu kìa, bắn trên lầu kìa. Có hàng trên lầu kìa. Có, trên lầu kìa, thấy ra kìa. Trên 5 giờ ít ai, anh kiểu nhiều ai chơi nhưng mà toàn rác, toàn hát gì không mà chán phải tức thôi luôn á. Activate. Ê, từ, để hồi skill qua, tôi hết medkit luôn rồi. Chết mẹ rồi. Chết mẹ, má. Sao không có nguyên map vậy? Rồi, đây, ngay đây không có nè Hiếu. Trên này nè, trên này không có nè. Ê Nghĩa chạy lên ạc ti luôn nghe Nghĩa. Từ nó rác quá ba. Không có chỗ đứng luôn. Từ chạy qua kia quá không. Ê Nghĩa liều qua đây. Có thằng ngồi đây đâu. Ê băng ơi băng ơi. Rồi nè, active nè. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bấm chưa? Bấm rồi. Chạy. Survivor Assault. Tôi có bình máu rồi, Ông hãy bình máu đúng không? Cho nó bóng, cho nó delay đó đi. Cho nó delay đi. Bỏ nó đi, rồi. Mình chạy sang chỗ khác mà. Rồi. Coi. Ô má. Trời, cái gì nó ra nguyên má. Ở dưới này. Dưới này. Như này chưa hết đó. Không ý là nó bắn cái nào trước á thì đợi nó nguội xíu rồi coi cho nguội nó này bắn rác và cờ lờ luôn không có đường chạy đâu chứ mà không có thằng này. Nhưng mà trên đây anh thích cái kiểu tay cầm hơn nhưng mà xét về mà Steam bây giờ nó cũng hỗ trợ tay cầm PS4 nữa bên đây nó cũng chạy hiểu
Bên này cũng đâu chết đâu. Ủa, Steam hỗ trợ tay cầm PS4 luôn hả? Ừ, Steam hỗ trợ tay cầm PS4 rồi. Nếu mà tính chơi game anh lại thích cái tay cầm của PS4 hơn là tay cầm của thằng Xbox đúng không? Ừ, Xbox One nó làm dở hơn cái tay cầm Xbox 360 nữa. Tính ra nếu mà Xbox tay cầm Xbox 360 thì anh lại thích cái tay cầm Xbox 360 hơn. Tay cầm Xbox. Emu phải không? Ở giữa không có nè. Mà nó vẫn mất máu do lửa mà. Nó không bị cái mấy cái effect nhưng mà nó vẫn mất máu. Mất mạng cò quay hoài. Thôi chắc là đổ Facebook cái gì ta. À, đổ tên Facebook là em Pháp 2, đừng thấy anh là cha thằng bé. Nó làm tính giống Yahoo rồi đó bạn. Làm style kiểu giống Yahoo à, anh đẹp trai lùm anh từ bãi rác hả? Nó quăng lại sao ngầu quá chị. Nó mùa to phải cái đáy rồi. Ờ, đang tính đi ăn không còn không? Cái quê còn bắt tiếng à. Ơi tụi này nó cũng dính lửa ba, tụi này nó dính lửa ba. Ờ nó chạy kìa. Nó chạy sắp mặt lờ. Gái quê đánh thuê cả thế giới ba. Mặt lờ gái thuê đánh thuê cả thế giới. Đâu, gái quê bảo kê cả thế giới. Mặt lờ má anh nghe gì. Gái thuê đi đánh thuê, nó lộn gái quê đi đánh thuê. Nghe ngầu và cờ lờ. Má gái quê mà đi đánh thuê và cờ lờ nghe giống như là đập division vậy á, đi đánh thuê, lính đánh thuê. Không, nghe cái như cái gì biệt đội đánh thuê á ba. Ờ má, gái quê đi đánh thuê. The Spendable á ba. The Spendable. Còn nó mà. Mấy bố tiền bố gái quê cái gì biệt đội đánh thuê tử lờ. Còn còn nữa mà có không? Tôi thấy có không cái biết. Gì nữa. Boy cô đơn tìm girl cũng thế. Phải. Còn hàng nào trên này nữa không? Nó ra rồi. Ở đó anh đặt là gì? Tin cho lầu, cho lầu. Hồi đó đâu có đâu đặt mấy cái sàm cho ba. Nghĩ thì đặt nhiều. Hồi đó má tin Yahoo buồn cười bãi đái nè. Má cái này mình đi chân chinh mà một hai năm là cả một vấn đề. Đi không nổi đâu. Tụi nó cũng không. Tụi nó cũng không thèm đi. Ngán đi thì đi này mà tính ra đánh. Đánh gì nữa mà. À cái gì trên Facebook giờ này có cái gì ta? Lily đợt Kim em có đọc, Kim anh kháng độc. Nghe. Lily đợt tăng. Tưởng em có đọc, Kim anh kháng độc chứ nhầm. Lily đợt tăng lại lại. Nó bắn đến độ mà giờ nó dai đến độ mà tôi hồi được cái ultimate skill luôn rồi. Không có ultimate skill rồi chưa? Nãy mới xài đó. Mới xài tới thầy luôn. Ui. Mới xài. Nghe không yên nó ra nhỉ. Không được chưa? Tôi ông build đồ mà heo on kill quá ba. Giết người đã tăng máu kiểu. Tôi build tùm lum la. Tôi hai set là cái một cái set nó tôi build Vest of Nomad gì á. Bad of Nomad á. Cái đó cũng đánh cũng kinh lắm. Hồi máu á kiểu rồi hút máu rồi nó còn cái gì tôi quên rồi. Thớp này scale đánh ngon. Thằng bén luôn. Trốn kỹ vào là finish with it. Xong rồi nè. Xong rồi. Nhưng mà mấy cái sau này nó làm mấy cái này dở quá. Mấy DLC đầu tiên nó làm dở quá. Nói cái sau này nó đập ra hết rồi.
Thôi, cái cần gì, đâu cần cái này đâu. Cái này đúng nghĩa lửa luôn á ba. Nó làm cái dòng này đúng nghĩa về lửa luôn á. Ờ, mà làm khó. Cái Discord đó, chính là server nó miễn phí hay quá không? Ừ, server nó miễn phí, đỡ hơn Steam Big nhiều. Mà nó cái cơ chế nó cũng ngon, giống như Steam Big vậy á. Mà nhìn cái giao diện nó cũng nhẹ hơn, nó ngốn nhẹ hơn hàng Steam giao diện nhìn cũng thân thiện quá. Ờ, chứ mà em xài TeamSpeak á, anh cũng xài TeamSpeak nè mà anh không quen cái đó nữa. Xài nó cũng không quen. Thế đây người ta đập đồ ra cái giống gì không? Có nó cho một cái feel nè. Với cả, em không thể sao nếu như tụi này làm miễn phí thì làm sao có tiền trả tiền server ta? Quảng cáo, đúng rồi, quảng cáo hoặc là đọc, không cho anh không nghe là quảng cáo đâu, nó bán sticker hay của mẹ gì á, em lên trang chủ đó có để á. Ê Hiếu, tôi được thêm một cái LVO AC nè Hiếu. Đủ mất cái này mạnh vãi đái luôn á Hiếu. 182 hả? Không, LVOIC 256 à. Đủ mất đái vậy? Ờ không, tôi mở cái hộp Fuel Proficiency ba chứ bà. À. Ê cái cây này còn mạnh hơn cái cây của tôi nữa ba. Cái cây tôi đang cầm nữa. Nhưng mà cái nó không, nó không có roll như con này nhưng mà có hút máu à. Đi mất cây này có hút máu Hiếu ơi. Đái vậy? Tôi thử rồi, tôi test thử rồi. Nó còn mạnh hơn cái cây tôi đang xài mà 700 mấy, mạnh hơn cái cây mà tôi đang xài mà để coi nó có đỡ giật không ba. Để so với cây này thôi. Hai end cây này được cái là hồi đạn nhanh hơn nhưng mà bắn bất chính xác hơn. Nhưng mà nó giật hơn là cái cây tôi đang xài. Độ xa nó ít hơn. Được cái đam cao. Nhưng mà được cái mỗi cái hút máu rồi để tôi reroll lại thử coi. Để về thành dưỡng sức reroll cái nhẹ coi. Ồ có chú nè. Đấy chú này level 99 nè, cái chú mà 51 tuổi, 50 mấy tuổi mà hồi đó tôi nói nè. Đó sao? Chú này chơi Division chơi kinh lắm. Level 99 đã zone. Mát đỏ hết trơn rồi mà. Ồ chú này 50 mấy tuổi rồi. Ồ, giờ này tụi nó rock hùng quá trời đúng không? Rock Battle Pass quá trời đúng không? Rock này chơi hai màn, rock hai màn đó không? Ừ, em thắng là em rock nhanh lắm. Em rock em đội mà em thắng. Em thua ba. Thua là tỷ lệ nhưng mà nếu mà em thắng á, em thắng cái tỷ lệ còn nhiều hơn nữa. Anh thắng hoài là em ngồi đâu anh thua anh không được rock ba còn nhưng mà em mà thắng không á, em rock hoài luôn á. Nó nhiều á. Ờ, buồn cười chỗ là em thua ba. Thua hai trận đó ba, cứ cho hai hùng luôn. Ngon như là hên đó ba, nói chung là nó cũng ra còn hên xui lắm ba. Mà hồi nãy cái thùng đầu tiên à, tự nhiên đâu ra trong Battle Pass của em có hai thùng Battle Pass. Em mở cái thùng đầu tiên là Revision 7 được cây Legendary của nó. À thế, cái này tôi roll là cái này thử à. Deadly. Rồi, đéo có Deadly rồi, nhưng mà có Brutal hiểu à? Ngon. Họ biết vậy cơ mày mua cho em cái Division, anh không? Division. Có kệ. Cái kia cũng được. Bèo tổ lái lẹ vào cơ lơ. Mày hỏi em muốn tặng gì trong Giáng sinh không? Em bảo đôi Buma X Item Smart anh. À Smart á. Ờ rồi em biết cái đó rồi. Đôi mà Nhật Bản á. Qua Tết coi có còn không? Còn thì mua một đôi. Ok ngon. Nếu mà tính ra Brutal được rồi. Chào các bạn, ok và mình sẽ quay lại sớm nhất có thể với Underground vào khoảng ngày mai hoặc ngày mốt. Ok và những cái tập tiếp theo của tựa game mới ra mắt thì sẽ ra đều đặn vào mỗi sáng. Còn Underground Division thì sẽ ra vào buổi khác trong ngày. Ok và chào hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.